Tu hành cần phải nhẫn nại. Đức Phật Thích Ca từ lúc xa xưa còn tu phước và tu huệ, đã trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp, vô lượng kiếp mới thành chánh giác. Ngài đã vật dĩ thiện tiểu nhi bất vi, vật dĩ ác tiểu nhi vi chi. Nghĩa là đừng cho việc thiện nhỏ mà không làm, đừng cho việc ác nhỏ mà cứ làm. Lúc Đức Phật Thích Ca hành đạo Bồ Tát, Ngài chẳng bao giờ bỏ qua việc thiện dù nhỏ như sợi tóc, và cũng chẳng bao giờ làm việc ác dù nhỏ như hạt bụi. Do đó, phước huệ công đức viên mãn rồi thì Ngài thành Lưỡng Túc Tôn, đứng có đầy đủ phước và huệ. Quý vị hãy chú ý, việc thiện tuy nhỏ, quý vị cũng phải tu, bởi vì tích lũy từng hạt bụi, hạt cát có thể xây đặng ngôi tháp, tức thành việc thiện lớn. Việc ác tuy nhỏ, nhưng nếu cứ làm mãi, thì tích tiểu thành đại, trở thành đại ác, rồi mãi mãi không sao thành đạo được. Tu hành là chớ làm các việc ác, hãy làm mọi việc lành. Nếu không làm việc ác thì phước càng ngày càng nhiều, nếu làm mọi việc lành thì trí tuệ càng ngày càng tăng. Càng tăng thì chúng ta càng phải tiếp tục tu hành, đừng để gián đoạn mới thành tựu được. Bây giờ ở trong thiền đường, khi quý vị đi rồi ngồi, ngồi xong lại đi, dụng công tu hành chính là tu phước huệ. Tu phước ra sao? Tức là không làm điều ác. Tu huệ thế nào? Tức là làm mọi điều lành. Đến khi phước báo viên mãn mà trí huệ cũng viên mãn thì quý vị sẽ thành tựu Phật đạo rất nhanh chóng, chẳng cần phải trải qua ba A Tăng kỳ kiếp. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khi xưa, trong lúc tu hành, Ngài đã đi lầm đường rất nhiều lần, song Ngài vẫn kiên nhẫn, chẳng chịu thua, cứ tiếp tục tinh tấn, siêng tu giới định huệ, chấm dứt tham sân si, cuối cùng đạt thành quả vị Phật. Giờ đây chúng ta tu hành Phật Pháp, so với Đức Thích Ca, chúng ta thật may mắn vô cùng. Đức Phật đã truyền lại cho chúng ta con đường chân chính, chỉ cần theo đó mà bước tới, thì chúng ta có thể đạt được mục tiêu tới bờ bên kia, cõi tịnh độ, rất mau chóng. Tiền thân của Phật Thích Ca là Bồ Tát Thường Bất Khinh, chuyên tu hạnh nhẫn nhục, gặp ai người cũng lạy và nói rằng: tôi không dám khinh rẻ các vị đều là Phật sẽ thành. Có người không ưa, cứ cử chỉ đó, nên khi Ngài lạy thì họ đánh chửi Ngài. Có lần khi thực hành đạo Bồ Tát, Ngài đang lạy thì bị đá, gãy hai răng cửa, song Ngài chẳng sân hận, vẫn tiếp tục thực hành khổ hạnh lễ lạy. Nhưng học được kinh nghiệm đó rồi, nên về sau, hễ thấy ai đi tới, thì Ngài chỉ ở xa xa mà lạy và nói: tôi không dám khinh rẻ các vị đều là Phật sẽ thành. Nói và lạy xong là Ngài lập tức bỏ đi, do đó ai muốn đánh Ngài cũng không sao đuổi kịp. Bồ Tát Thường Bất Khinh dùng tinh thần vô ngã tướng, không có quan niệm về cái tôi, về mình, để tu phước, tu huệ. Ai dạy Ngài tu như thế, chẳng ai dạy Ngài phải lạy cả, chính Ngài cam tâm tình nguyện tu hành như thế, dù bị đánh đập, bị chửi mắng, Ngài cũng chẳng sinh lòng giận dữ. Đó chính là tu pháp môn nhẫn nhục ba la mật. Pháp môn quan trọng nhất của người tu hành là pháp nhẫn nại. Khi gặp hoàn cảnh chẳng được như ý thì phải ráng nhẫn nại, nhường nhịn, đừng tranh giành với ai cả. Nếu không thể nhẫn nại được, cứ thường nóng giận bực dọc
thì tất cả công đức khổ nhọc để tu hành sẽ bị tiêu tan. Quý vị hãy tự hỏi, nếu mình cúi đầu lạy người mà lại bị người đánh đập thì mình có đủ sức chịu đựng mà không sân hận chăng? Nếu quý vị chịu được thì quý vị là đệ tử của Phật, bằng không thì quý vị phải nhiếp phục thân tâm, tiếp tục dũng mãnh tinh tấn tu hành. Ngược lại, quý vị chỉ lãng phí thời giờ mà thôi, chẳng thành tựu được gì cả. Người tu hành cần phải chịu lạnh, chịu nóng, chịu gió, chịu mưa, nhịn đói, nhịn khát, nhận chửi, nhận đánh. Hãy bắt chước tinh thần của Thường Bất Khinh Bồ Tát. Bất luận ai đối xử xấu với ta, ta cũng không tức giận hay oán hận. Ta phải dùng lòng thành mà đối xử thì đối phương sẽ tự nhiên được cảm hóa và kẻ thù sẽ trở thành quý vị tốt của ta. Người tu hành phải tu làm sao để dẹp bỏ cái tôi, ngã tướng. Nếu không còn cái tôi thì chuyện gì cũng nhẫn nại, cam chịu được. Cảnh giới có tới, quý vị cũng chẳng động tâm. Hãy xem mình như hư không, cảnh vừa lòng tới cũng cứ tu hành, cảnh nghịch ý tới cũng cứ tu hành. Nói cách khác, gặp cảnh vừa lòng cũng đừng sinh tâm hoan hỷ vui mừng, gặp cảnh trái ý cũng chớ lo âu sầu muộn. Bất luận là thuận hay nghịch đều phải nhận thức cho rõ ràng. Nếu quý vị có thể như như bất động, không khởi tình cảm vọng tưởng hay chấp trước thì sẽ không bị cảnh giới làm cho lay chuyển. Nếu lúc nào cũng liễu liễu thường minh, sáng suốt chiếu soi nhân quả mọi sự thì sẽ xoay chuyển được cảnh giới. Ngày xưa Đức Phật Thích Ca chuyên tu pháp môn nhẫn nhục, do đó Ngài được gọi là Nhẫn Nhục Tiên Nhân. Một bữa nọ, vô duyên vô cớ, Ngài bị vua Ca Lợi chặt đứt chân tay, song Ngài vẫn không sinh lòng oán hận, mà ngược lại, Ngài thương xót vua Ca Lợi đã si mê. Do đó Ngài nói với vua rằng, khi tôi thành Phật, trước hết tôi sẽ độ cho Ngài tu đạo. Vua Ca Lợi nghe xong liền phát tâm đại sám hối, xin quy y với Nhẫn Nhục Tiên Nhân, và về sau chính là tôn giả Kiều Trần Như, một trong năm vị tỳ kheo đầu tiên. Sau khi Đức Phật thành đạo, Ngài vì năm vị tỳ kheo mà thuyết pháp tứ đế, truyền pháp luân 3 lần, và tất cả đều chứng quả A-la-hán. Đức Thích Ca là tổ sư của Phật giáo, hạnh nhẫn nhục của Ngài đã rốt ráo, nên gặp bất kỳ chuyện gì, Ngài cũng không tức giận, bực dọc. Chúng ta là đệ tử Phật thì cần phải học tập công phu nhẫn nhục của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nói tóm lại thì nhẫn nại, chịu đựng là phép tu then chốt nhất, không thể coi thường được. Cổ nhân có câu, nhẫn phiến khắc, phong bình lãng tĩnh, thối nhất bộ, hải khoác thiên không. Nghĩa là nhẫn một giây, gió im sóng lặng, lùi một bước, biển rộng trời trong. Bởi vậy cho nên, nhẫn nhục là viên ngọc quý vô giá. Nếu ai đập nát vạn Phật thánh thành, thì tôi cũng chẳng chấp trách, chẳng bận tâm, cũng tuyệt đối chẳng oán giận. Nếu ai ai cũng như vậy, thiên hạ mới được thái bình. Người tu hành thì không thể thiếu nhẫn nại, có sức nhẫn nại thì mới tu nổi, không có sức chịu đựng thì khỏi nói tới. Những điều tôi nói hôm nay rất là tầm thường, giản dị, lạt lẽo, không mùi vị gì, song chính là Phật giáo, song chính là Phật pháp vi diệu và hy hữu. Tuy tầm thường, nhưng đạo luôn từ chỗ bình thường mà phát sinh đạo. Con đường là do người dùng chân bước tới. Pháp vô vi
không có hình tướng, không có tạo tác này, trăm ngàn vạn kiếp khó gặp đặng. Cho nên quý vị chớ để lỡ cơ duyên. Nếu quý vị cho là gió thổi qua tai, nghe rồi chẳng ghi nhớ, thì sau này hối hận sẽ không kịp nữa. Nếu những điều tôi giảng hôm nay quý vị có thể vận dụng, thì bất luận là chuyện gì, cảnh giới gì, quý vị đều chẳng sinh phiền não. Nếu quý vị lại biết vận dụng trí huệ để phán đoán cảnh giới này, thì bất luận là chuyện gì cũng sẽ tự nhiên hóa giải, chẳng chút rắc rối. Cuối cùng, cầu mong quý vị nỗ lực tham thiền, tham niệm Phật là ai. Chưa tìm ra được ai thì hãy tiếp tục và nhẫn nại tu hành.